được chọc trong rất kỹ càng đến từ cầu thủ Emmet. Và chúng ta cùng đến với đội hình ra sân của hai đội bóng vào buổi chiều ngày hôm nay. Thế của Hòa Bình FC, Ngọc Trọng. Còn bên kia phía chiến tuyến là còn các thủ Temmet, họ đã bị đánh bại bởi các thủ FC Thị Trấn với tỷ số là 1-0. Trận đấu đã được bắt đầu. Đường truyền của Nam CRD rất nhanh. Hành đến Hiếu cầu! Quá đẳng cấp. Một tình huống đi bóng vàn sửa lòng quá đẳng cấp của Hiếu cầu. Không có từ nào, không có mỹ từ nào để miêu tả về Hiếu cầu trong tình huống vừa rồi nữa. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Số 26 bên phía cầu thủ FC BR đã quá nhanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cảnh phép đã bị đánh bại rất dễ dàng. Nhưng Hiếu cầu đã có một tình huống đi bóng và dứt điểm. Điểm 10. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm của Hiếu cầu. Đặt lòng nhẹ nhàng đánh bại thủ môn Tấn Mầu. Đá biên cho cầu thủ FC Temmet. Cun Harry. Cười! Đó là tình huống đánh đầu của Nam CRD. Đòn hồi mã thường của BR là vô cùng nguy hiểm. Nam CRD. Đi bóng cướp. Để Nam CRD. Tình huống phạm lỗi rằng. Đã có một tình huống phạm lỗi của Hùng Dơm với Nam CRD. Chúng ta cùng xem lại tình huống phạm lỗi của Hùng Dơm. Xác định điểm phạm lỗi ở ngoài vòng cấm. Trọng tài sẽ check VAR trong tình huống này. Sẽ có một tình huống penalty. Chính xác là như vậy. Sẽ có một tình huống đá phạt đền cho các thủ FC Temmet. Nam CRD. Không bao. Một tình huống cản phá điểm 10 của Văn Tịnh. Vẫn còn cơ hội. Một tình huống cản phá quá xuất sắc của thủ môn số 1 của BR. Chắc chắn các thủ Temmet sẽ dâng cao lên và chơi tấn công mà thôi. Nhưng hàng phòng ngự bên phía. Đây là cơ hội. Vào cầu. Người đang đứng trước bóng là Hành Đen. Cơ hội. Không vào. Quá đáng tiếc. Đó là một tình huống đệm lòng không thành công của Hùng Dương. Đây là cơ hội phạt công cho BR. Rất nhanh. Ngọc Châu. Cơ hội. Không vào. Vừa vào sân thì Hoàng Bin đã có một cơ hội rất rõ ràng. Đó là tình huống chuyển bóng rất hay đến từ cầu thủ xuất sắc nhất vòng 1, Ngọc Trọng. Trận đấu trong cuộc bảng B giữa cao thủ FC BR và FC Temmet. Vẫn là cao thủ Temmet. Bóng vẫn trong cuộc. Cơ hội đi bóng. Cơ hội dứt điểm. Không được. Ở tư thế là khá khó cho cao thủ Temmet. Vẫn là pha truyền dài lên. Cơ hội tuyến hai. Không được. Cơ hội dứt điểm. Một đầu cho cầu thủ Temmet. Đó là những gì mà họ thể hiện ngay trong đội vai. Quá xuất sắc. Người ghi bàn đó là cầu thủ mà áo số 77 Hoàng Trường. Hoàng Trường đã lên tiếng sau đường truyền vượt tuyến rất chính xác của Tấn Mù. Hoàng Trường vừa rồi đã thoát pressing rất tốt và có được cú dứt điểm quá khó cho thủ thành Văn Tỉnh để đánh bại, đưa trận xấu trở về xuất phát. Đó là những gì họ đã cố gắng. Và trở lại một lần nữa chúng ta xem lại bàn thắng rất đẹp mắt, một pha xử lý cá nhân vô cùng hiệu quả của cầu thủ mà số 77. Tình huống cản phá không thể tạo ra sự khác biệt, quá khó cho thủ thành Văn Tỉnh. Hùng Thơm. Thái này mà, Thái này mà, này mà, chuyền bóng dứt điểm. Không vào. Cú dứt điểm rất căng từ khu vực giữa sân của Thái này mà. Rất hay, một lần nữa xem là bóng đi trực tiếp vào khu vực trung lộ. Và cú dứt điểm rất căng rồi. Và cầm bóng nhiều, vẫn là BR. Hiếu cầu. Không được. Bóng vẫn trong chân cao thủ áo hồng. Được bóng vào.
sao không được, rất đáng tiếc. Và chuyển ngang, Thái Neymar đã không chạm được bóng. Trọng Hùng sẽ là người thực hiện quả đá biên cho các thủ áo hồng. Thái Neymar dứt điểm ngay, không được. Cô lên bóng cho các thủ team hết. Đưa bóng 3-3, không được, rất đáng tiếc. Bóng đã đi chạy cầu môn. Thái Neymar đã rút về chơi thấp. Bóng vẫn còn, đưa bóng vào. Hiếu Cầu cơ hội, không à, vào. Như vậy đã có bàn thắng cho các cầu thủ Bia Đờ. Và trong tình huống vừa rồi thì có một điều khai đặc biệt, đó là cầu môn cũng đã bị ngã xuống. Tình huống bóng thì vào nhẹ thôi nhưng cầu môn đã bị ngã xuống. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho Bia Đờ. Một tình huống nỗ lực của có lẽ là của Hiếu Cầu. Có lẽ Hiếu Cầu là người đã có bàn thắng thứ hai. Chúng ta xem lại tình huống này. Bàn thắng rõ, đây là chúng ta xem rõ hơn. Hiếu Cầu là người đã ghi bàn thắng thứ hai, nâng tỷ số 2-1 cho cao thủ Bia Đờ. Một cú đúp chuyền của tiền đạo mặc áo số 26. Một tình huống phòng ngự không tốt của cao thủ Timet khi mà có hai cầu thủ áo hồng đối mặt với bốn cầu thủ hàng phòng ngự bên phía cao thủ Timet, nhưng họ vẫn đưa được bóng vào lưới. Vẫn là Thái Neymar. Rất chính xác. Hiếu Cầu có ba một rồi, một cú hat-trick cho tiền đạo báo số 26. Quá nguy hiểm, quá nhanh là những gì chúng ta tả được cầu thủ báo số 26 này. Hiếu Cầu một lần nữa lên tiếng với, và sau tình huống vừa rồi mặc dù anh cũng đã cởi áo và chấp nhận chịu thẻ vàng, nhưng đó là niềm ăn mừng không thể tả được của cầu thủ mà số 26. Một cú dứt điểm ở góc gần, thủ môn Tấn MU vừa rồi cũng đã với tay nhưng anh không làm gì được, anh chỉ nhìn bóng đi vào lưới mà thôi. Bàn thắng rất đẹp, một lần nữa chúng ta xem được qua người có thể nói là rất cơ bản. Và cú dứt điểm đánh lừa hoàn toàn Tấn MU, mặc dù vừa rồi đã với tay. Quá đẹp mặt, quá cảm xúc cho Hiếu Cầu, và anh không thể kiềm chế được cảm xúc. Còn khoảng hơn 7 phút nữa, kính ra dắn bước ra. Chúng tôi vừa nói đến xong, vừa nhắc đến thời gian đang còn, và ngay lập tức Timet đã có câu trả lời với bàn thắng thứ hai. Bàn thắng do công cầu thủ mang áo số 7. Chúng ta xem lại tình huống này. Rất đẹp mắt, đường truyền như đặt vào cái đầu rất thông minh của cầu thủ mang áo số 7. Đó là Nam CRD. Nam CRD đá lên tiếng. Đánh bay hoàn toàn thủ thành Văn Tỉnh trong tình huống rồi. Văn Tỉnh vừa rồi đã bay người nhưng không thể làm gì. Họ đã chấp nhận canh bạc được ăn cả ngã về không. Cứ đưa không được. Vẫn còn. Rất đẹp ngay. Tấn vào. Không được. Bây giờ sẽ là quả đá biên cho cao thủ Timet. Hy vọng vất vắt ở những phút cuối. Đây sẽ là cơ hội. Và đúng lúc này trọng tài đã mãn hồi tỏi mãn cuộc. Cuộc đối đầu giữa cao thủ Bier và Timet. Kết quả cuối cùng cao thủ Bier đã vượt qua Timet với số 3-2. Một cú đúp của Hiếu Cầu.